Ngày xưa, có một thư sinh nghèo, học hành rất giỏi, hy vọng thế nào rồi cũng được đỗ cao, làm nên nghiệp lớn. Chàng rất sáng dạ, học đâu nhớ đấy, tấn tới lạ thường. Thầy dạy cùng bạn bè đều mến phục. Thông thuộc hết kinh sử, chàng lại có tài làm thi phú rất hay. Thuở bấy giờ, người ta vẫn tin là học tài thi phận và kẻ sĩ muốn vượt thang mây thì phải làm việc bố thí hoặc điều thiện trước lúc thi cử. Chàng thư sinh nghèo quá, không làm được việc bố thí mới nghĩ đến cách làm điều thiện. Một hôm, trong khi dạo chơi ngoài đồng, chàng thấy một lũ trẻ chăn trâu đang reo hò kéo một con chạch lớn, bàn tính với nhau làm thịt nướng ăn. Thấy bộ dạng buồn bã của con vật sắp chết, hai mắt ứa lệ, thư sinh liền nghĩ ngay đến việc làm điều thiện. Bỏ ra đồng tiền dành dụm được bấy lâu để mua lại con chạch của lũ trẻ. Xong rồi, chàng đưa con vật đến bờ sông cái để phóng sinh, sau khi nhắn nhủ nó rằng: "Chạch ơi, người ta thường bảo, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Ta cứu sống cho mày hôm nay, mong rằng kỳ thi năm tới, mày sẽ nhớ ơn, phù hộ cho ta làm văn trôi chảy và đỗ đạt vẻ vang." Sau khi thả con chạch xuống sông, thư sinh yên lòng trở về, ngày đêm đèn sách hăng hái thêm lên. Kỳ thi gần tới, chàng lại bàn thờ tổ tiên và cha mẹ rồi vác lều chõng ra kinh đô. Ai cũng nghĩ là với tài học xuất chúng như chàng, ắt thế nào cũng được ghi tên bảng vàng. Song trái với ước vọng của cha mẹ cùng thầy bạn, chàng liên tiếp bị trượt mấy kỳ thi ở cả ba trường. Không nản chí, chàng ở lại kinh đô tìm thầy danh tiếng để dùi mài kinh sử mà chờ khóa tới. Khoa thi sau, chàng cũng hỏng luôn ở cả ba trường như kỳ đầu. Tuổi hổ chán nản, chàng tìm đường trở về làng. Đến ngay bến đò con sông cái năm xưa, chàng đã phóng sinh cho con chạch. Thư sinh không khỏi ngạc nhiên, thấy hai bên bờ có nhiều lính quân canh gác cẩn mật. Hỏi ra mới biết là ở quãng sông này có một con chạch rất lớn, hóa thành mãng xà, thường đón người qua lại đây để ăn thịt. Thư sinh nghe nói thế, đâm ra nghi hoặc, tự bảo thầm rằng có lẽ con quái vật này chính là con chạch chàng đã cứu nạn năm nào. Như vậy, hai kỳ thi vừa rồi chàng bị trượt cũng là hậu quả của việc chàng làm, ngỡ là lành, hóa gây ra hung dữ. Những hành động quái ác của con chạch yêu tinh đã vang lên tới tận thiên đình, thư sinh phải gánh chịu lấy trách nhiệm. Sau một hồi suy nghĩ trên kia, thư sinh nài nỉ với người lính canh để cho chàng qua sông. Người lính bảo phải đợi cho khách quá giang đông đã, rồi toán quân cầm sẵn giáo triều theo hộ tống, bấy giờ sang ngang mới có thể chống trả lại, khỏi làm mồi cho con quái vật. Thư sinh yêu cầu ra đi một mình, rủi ro xin chịu lấy, viện cớ là có việc gấp, không thể chờ đợi được, rồi năn nỉ mãi, người lính mới cho xuống thuyền. Ra đến giữa sông, chiếc thuyền bỗng nhiên tròng trành đầu lái như muốn lật. Từ mặt nước, con quái vật nhô đầu lên, há miệng lớn, chực nuốt người. Chàng thư sinh vội lớn tiếng bảo nó: "Mày không nhớ tao hay sao? Có phải mày là con chạch đã được tao cứu mạng cho khỏi tay lũ trẻ chăn trâu đổ trước, rồi mày lại đổi lốt để mày làm hại người ta không?" Mãng xà đáp: "Đúng đấy, nhưng tao phải ăn thịt mày." Thư sinh liền nói: "Hãy nghe đây đã. Mấy năm trước, sở dĩ cứu sống cho mày ở khúc sông này, tao có nói cho mày biết là vì tao tin ở sự biết ơn của loài vật, cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Bây giờ mày trả ơn tao như thế phải không?" Mãng xà cãi: "Lầm rồi, phải hiểu là cứu vật, vật trả oán mới đúng. Thôi đừng chữ, đừng nghĩa lôi thôi nữa, để tao ăn thịt mày cho rồi." Thư sinh nói: "Khoan đã, trong đôi bên chưa biết ai có lý, phải kiếm ai phân xử mới được. Nếu họ bảo mày có lý thì tao xin bằng lòng cho mày ăn thịt. Chỉ cần ba lần hỏi thôi, bất cứ gặp người hay loài vật, ba kẻ đầu tiên chúng ta đi gặp đây là ba kẻ phân xử, quyết định cho chúng ta xem ai có lý." Mãng xà nhận lời, trồi lên mặt nước để đi theo thư sinh tìm ba người phân xử.
Kẻ thứ nhất họ gặp là một con trâu già yếu đang gặm cỏ bên bờ ao. Chàng thư sinh kể đầu đuôi câu chuyện rồi hỏi xem ý kiến của con trâu thế nào về câu phương ngôn cứu Phật Phật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Con trâu phần sợ rắn, phần xấu bụng muốn trả thù những sự hành hạ của người ta đối xử với nó bấy lâu mới trả lời rằng câu phương ngôn ấy sai, ý nghĩa trái ngược lại mới đúng, vì loài vật ngu ngốc không biết phân biệt điều thiện với điều ác. Loài vật không có trí khôn như người ta mà chỉ nghe theo thú tính. Nghe nói thế, mãng xà chồm lên toàn ăn thịt thư sinh. Chàng bèn nhắc lại điều kiện đã giao kết, rồi cả hai lại tiếp tục đi. Đi được một lúc, họ gặp một con cá gáy to lớn lâu năm sắp hóa thành tinh. Nghe hết tự sự và câu hỏi do ý kiến trên, cá cũng trả lời như trâu. Thư sinh bắt đầu lo ngại, cùng mãng xà lại ra đi. Kẻ thứ ba mà cuối cùng họ gặp trên đường là một người già cả, râu tóc bạc phơ. Ông cụ này không ai khác hơn là Phật Thế Tôn ở trên trời nghe thấy rõ mọi việc xảy ra giữa chàng thư sinh với con mãng xà bạc ác cùng những lời lẽ của trâu và cá gáy, liền hóa ra một ông lão để gặp họ. Sau khi nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện tranh chấp giữa đôi bên, Phật liền mời cả hai về nhà, dùng phép thần thông gọi trâu cùng cá gáy đến đủ mặt, rồi cả năm bước vào nhà Phật, một ngôi chùa. Qua khỏi cửa chùa, ông lão lại trở lại nguyên hình là Phật Thế Tôn, ngỏ lời bên vực cho lẽ phải của thư sinh, nghiêm khắc lên án sự bội bạc vô ơn của mãng xà, cùng sự xấu bụng của trâu và cá gáy. Rồi để trừng phạt cả ba con, Phật bắt mãng xà hóa ra cái chuông, trâu hóa thành cái trống, cá gáy hóa thành mỏ. Vì thế từ đó, giá chuông nhà chùa đúc theo hình con rắn, trống bịch bằng da trâu và mỏ làm theo hình cá gáy. Để nhắc nhở các nhà tu hành nhớ sự tích này mà luôn luôn giữ lấy lòng ngay thật, hiền lành, bất cứ ngày đêm, mỗi lần đọc kinh đều phải gõ vào ba vật nói trên. Câu chuyện bán thịt tự thân mua lễ Phật. Cách đây rất lâu về trước, có một người tên là Thường Đề, tu hành rất tinh chuyên, đạo cao đức trọng nên được mọi người xưng là Thường Đề Bồ Tát. Lúc mới xuất gia, Thường Đề Bồ Tát muốn tìm minh sư nên không ngại lặn lội đường xa cực khổ, không sợ nguy hiểm đường trường. Tinh thần cầu pháp của ông là chưa đạt được mục đích thì chưa ngừng nghỉ. Nhưng đi khắp các danh sơn trong thiên hạ rồi mà chưa tìm ra được một vị thiện tri thức lý tưởng. Có một hôm, ông ngồi dưới bóng mát một gốc cây để nghỉ ngơi, bỗng nhìn thấy một người từ trong không trung bước xuống nói với ông rằng: "Hỡi vị cầu đạo kia, tinh thần cầu pháp nhiệt tình và tâm nhẫn nại, mọi lao khổ của ông khiến cho mọi người phải khâm phục. Nay tôi đến nói cho ông biết rằng, nhằm hướng đông mà đi thì ông sẽ gặp được pháp yếu vô thượng, đắc được trí huệ quý giá nhất." Nghe thế, Thường Đề hấp tấp hỏi: "Đại đức, xin ngài cho tôi biết, nhằm hướng đông mà đi thì phải đi tới chỗ nào mới gặp được vị thiện tri thức cho tôi lại làm thầy?" Vị hóa nhân trả lời: "Cách đây xa, thật là xa, có một chỗ tên gọi là Chúng Hương Thành. Ông đến đó tìm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt, xin học chỗ tối cao trong Phật Pháp. Chúng Hương Thành là một vườn hoa tuyệt đẹp và Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là một vị chuyên môn nghiên cứu về Bát Nhã. Đó chính là người thầy lý tưởng mà ông mong cầu." Nghe thế rồi, Thường Đề mừng rỡ vô hạn, lập tức thu thập mấy thứ đang mang theo mình mà nhắm hướng đông đi như bay. Nỗi vui mừng đã khiến ông quên hết mọi cực nhọc, gian khổ dặm trường. Thường Đề đêm ngày đi không ngừng nghỉ, chỉ hận là sao mình không mọc đôi cánh để bay một mạch tới nước Chúng Hương. Đến một thị trấn nọ, ông chợt nghĩ đến một chuyện. Khi đến gặp danh sư bái tổ thì phải mang theo lễ vật nào đó cúng dường. Nhưng đem cái gì được đây? Ngoài tấm áo thầy tu rách rưới trên thân, ông không hề có một vật gì khác. Cuối cùng, ông nghĩ ra một cách,
nghĩ rằng những bắp thịt rắn chắc của ông là một món hàng có thể bán được. Vì thế, ông bèn viết trên một tấm bảng dán trên mình tìm người mua thịt. Nhưng ai lại muốn mua thịt người bao giờ? Một buổi sáng đã qua mà vẫn chưa ai tới mua thịt của ông. Mọi người chỉ nhìn ông bằng cặp mắt kỳ dị, nhưng không ai dám tiến lại gần. Lòng cầu đạo của ông đã làm cho trời đất phải cảm động, nên Thiên Đế Thích muốn thử đạo tâm của Thường Đề, bèn biến thành một ông già đến gần và nói: "Ôi ông bạn ơi, sao ông lại muốn bán thịt người vậy? Mạng sống là một vật báu vô giá và thân thể là chỗ y cứ của mạng sống, sao lại đem mạng sống quý giá ấy hủy đi mất? Tôi số phận hẩm hiu phước mỏng, không có tài sản." Thường Đề nước mắt nhòe nhòe trả lời: "Bây giờ tôi muốn đến thành Chúng Hương cầu pháp, muốn lấy Bồ Tát Đàm Vô Kiệt làm thầy, nhưng tôi không có tiền mua lễ vật cúng dường, vì vậy nên đứng đây bán thịt người, nhưng chẳng ai muốn mua cho tôi." Nghe Thường Đề nói thế, ông lão Thương Hại nói rằng: "Thôi được, thế thì tôi mua cho ông một cân thịt người, nhưng ông không sợ đau hay sao?" "Cảm ơn ông lão, cảm ơn ông đã giúp cho tôi mãn nguyện, đã giúp cho tôi giải quyết được khốn khó. Khỏi cần nói đến giá tiền, ông cho bao nhiêu cũng được cả." Nói xong, Thường Đề bèn đem con dao sắt cắn răng chịu đau, cắt bắp thịt trên cánh tay. Ngay lúc ấy, giữa đám người đứng nhìn, có một thanh niên trẻ tuổi chạy lại hỏi Thường Đề: "Hỡi vị tu đạo kia, ông chịu đau đớn, khổ sở như thế, chỉ để cúng dường Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Xin hỏi ông rằng, ông làm thế có lợi ích gì?" "À, cậu không biết chứ, công đức của việc này vô lượng vô biên. Cậu nghĩ xem, Cực Lạc thế giới là một khu vườn vi diệu, Đức Phật đã kêu gọi chúng ta một cách chân tình như thế, không lẽ cậu không tha thiết muốn về đó hay sao?" Anh chàng thanh niên cảm động trước lời nói khẩn thiết, nhiệt tình của Thường Đề nên khẳng khái nói: "Ngài thật là khả kính, tiền tài mà ngài cần dùng tôi có thể dâng tặng cho ngài. Nhưng tôi chỉ xin ngài một điều là hãy cho phép tôi đi theo để cùng cầu pháp bảo." "Tốt lắm, tốt lắm," Thường Đề trả lời ngay. Lúc ấy, hóa nhân của Trời Đế Thích nói: "Thường Đề, không phải ta thích gì thịt của ông, ta chỉ muốn thử đạo tâm của ông đấy thôi. Ta không phải là ai xa lạ, mà chính là Trời Đế Thích. Sau này, ta quyết sẽ ủng hộ pháp của ông." Lão già nói xong, dùng cánh tay áo phất nhẹ lên vết thương của Thường Đề rồi biến mất. Vết thương bèn lành lặn lại như cũ. Thường Đề lại tạ Trời Đế Thích rồi cùng anh chàng thanh niên chuẩn bị một vài lễ vật cúng dường xong. Cả hai cùng nhắm hướng Chúng Hương Thành mà thẳng tiến. Tới Chúng Hương Thành, nhờ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt dìu dắt khai đạo, lại nhờ Thường Đề tu hành rất tinh tiến, nên sau 7 năm, Thường Đề giác ngộ được đạo pháp vi diệu, chứng được trí huệ bát nhã và vĩnh viễn giải thoát được sinh tử. Từ đó, người ta gọi ông là Bồ Tát Thường Đề. Người có chí thì làm gì cũng thành. Câu này áp dụng ở đây rất đúng, chỉ cần chịu nhọc, cố gắng thực hiện thì việc gì dẫu khó khăn tới đâu cũng có ngày thành công. Số 69. Nhờ thiện tri thức khai đạo, người mù được sanh Tây Phương. Cuối cùng lại nói về chuyện một người mù. Lúc bình thường làm đủ việc ác, lúc lâm chung là do được thiện tri thức khai thị cũng được sanh Tây Phương làm bằng chứng. Đây là việc 19 năm về trước. Có một lần ban trưởng của ban trì giới Bảo Tông Cô đến Tân Trúc thăm bà con. Không ngờ bị bệnh nơi đất khách. Tôi và phó ban trưởng là Thạch Tô liền cùng đi thăm bà ta. Buổi chiều ngày đó, hai người chúng tôi liền đến chùa Linh Ẩn ở hộ Thanh Thảo nghỉ qua đêm. Do vì thầy Vô Thượng là sư phụ quy y của tôi hồi nhỏ, ăn cơm tối xong bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi: "Sư phụ, thầy xuất gia nhiều năm rồi, thầy có từng thấy qua chính xác người được giảng sanh Tây Phương chưa?" Sư phụ nói liên tiếp: Có, thầy đã từng thấy qua người giảng sanh thật. Lúc lâm chung hiện ra kỳ tích có hai người." Sư phụ nói: "Trước đây không lâu,
lúc thầy đang nhập thất ở đồng Kim Cang, có một bà già hơn 70 tuổi là người xuất gia ở trong chùa. Bà là một người mù, đến lúc bị bệnh toàn thân sưng phù, bà đến động kêu khóc ầm ĩ, nói là sắp chết, kêu thầy cứu bà ta thoát khổ. Thầy không biết thế nào, đành phải ra thất về chùa. Mắt nhìn thấy lưu phòng của bà cứt đái bẩn thỉu, hôi khai không chịu nổi, lại thấy bà lớn tiếng kêu gào rằng chẳng kể ngày đêm gì, đều có mười mấy người đánh bà, lại kêu ra tên của những hồn quan gia. Có một lần có người bà con ngoài đời của bà đến, sư phụ liền hỏi mấy cái tên mà thím kêu gào ra đó cô có biết không. Cô ta nói biết, những người đó đều là những người bị bà hại chết lúc bà còn trẻ, chả trách bị quan hồn đánh đến toàn thân sưng phù, tét da đổ máu. Sư phụ đại từ đại bi liền nghĩ ra phương pháp cứu bà ta, quét dọn căn phòng trống, khoét một lỗ trên tấm ván của giường, phía dưới đặt một cái thùng có thể đi vệ sinh được tiện lợi. Mặc dù đã đổi phòng như thế cho bà rồi, bà vẫn kêu la có mười mấy người đánh bà. Thầy vô thượng nói điều kỳ lạ nhất là cái người trước khi sắp chết không thể hoạt động này lại tự mình tại sao lộn đầu trồng chú xuống được, đầu mặt chung qua cái lỗ trên giường, đụng thùng phân ở dưới. Sư phụ mặc dù học thiền tông, đến lúc đó cũng không có cách gì, bèn phương tiện khéo léo kêu tên bà. Bổ kiết cô à, bà phải niệm A Di Đà Phật mới giảng sanh Tây Phương địa khổ được vui. Lúc đó Bổ kiết cô nói một màn tối đen à, tôi niệm không được. Sư phụ nói tôi niệm một câu A Di Đà Phật, bà niệm theo tôi một câu A Di Đà Phật. Đúng y như vậy, sư phụ niệm một câu, bà ta liền niệm một câu, niệm khoảng hơn nửa giờ, Bổ kiết cô bỗng nhiên lộ nét cười, kêu một tiếng sư phụ bây giờ thì đã là bông màn ánh sáng, mười mấy quan hồn vô hảo tử kia vẫn còn đứng đằng kia cười. Trong khoảnh khắc na, mười mấy quan hồn kia liền mượn miệng của Bổ kiết cô nói cảm ơn lòng từ bi của sư phụ rất nhiều, một bà già mù tội ác to lớn, hôm nay cuối cùng mười mấy người chúng tôi thoát khổ rồi. Sư phụ tức thời đáp rằng đúng, quan gia nên mở không nên buộc, các người cũng phải niệm A Di Đà Phật theo để được đới nghiệp giảng sanh mới thoát ly được cái khổ lớn của sanh tử. Sư phụ lại kêu Bổ kiết cô nói bà phải bình tâm tỉnh trí niệm A Di Đà Phật, tiếp tục niệm theo tôi đi. Lại niệm mãi khoảng hơn một giờ, Bổ kiết cô lại nói sư phụ bây giờ đã ánh sáng đầy trời, ở trong mây có những người mặc đồ trắng cầm cờ trắng muốn tiếp dẫn tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó bà chắp hai tay lại hướng lên hư không mỉm cười an tường mà đi. Từ đây một kẻ phàm phu tội nghiệp đầy mình thoát đi được biển khổ ta bà, đới nghiệp giảng sanh liên bang tiêu diêu tự tại. Sư phụ vô thượng lại nói lúc bình thường bà già này rất ác khẩu, kết duyên ác khắp cả đại chúng, suốt ngày mắng người không ngớt miệng. Cô thử nghĩ xem, bà ta lúc sắp lâm chung còn mở miệng mắng những quan hồn kia là những quan hồn vô hảo tử, bây giờ lại cười rồi. Có một điều kỳ diệu nhất là lúc bà ta giảng sanh Tây Phương, toàn thân sưng phù, chảy máu chảy mủ như vậy mà tức thời sạch sẽ tiêu mất hết, không có chút mùi hôi nào. Thật là một tướng lành không thể nghĩ bàn. Tôi nghe xong câu chuyện thật giảng sanh Tây Phương của sư phụ kể, khiến chánh nhân tu trì của tôi về tịnh nghiệp được tăng trưởng, tính tâm rất nhiều, do đó mà vui mừng hớn hở. Sau khi trở về Đại Trung, liền đến nhà cư sĩ Hoàng Quả Triều kể lại cho hai vợ chồng họ nghe. Ai ngờ vợ chồng họ vì tâm hiếu kỳ thúc đẩy, kêu tôi dẫn họ lại hộ Thanh Thảo lần nữa, đích thân nghe việc đó với sư phụ. Sư phụ lại còn kể một chuyện giảng sanh khác, tôi vì nhớ không rõ nên không dám ghi ra. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay tạo các ác nghiệp, nổi chìm không ngớt trong lục đạo, người không thoát ly được chính là quan nghiệp làm chướng ngại nhân duyên hội ngộ, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vướng mắc muôn kiếp không hết. Nếu muốn cởi mở quan kết, ngoài niệm Phật ra tuyệt không có đường khác. Học nhân từ khi được học ở hàng học trò của Bính Công Ân Sư, được thầy dạy dỗ hơn 20 năm pháp môn Tịnh Độ là vô cùng may mắn. Mỗi khi nhớ nghĩ ơn thầy sâu như biển, nặng như núi, không lấy gì báo đáp được. Không biết thế nào mà thời gian tàn phá con người, bỗng chốc mà tóc bạc da mù,
dáng già lộm khộm, tuổi đã 63. Số ngày còn lại không nhiều, một hơi thở không trở lại thì đã qua đời khác. Tiếp tục đầu thai là không biết sẽ vào thai lừa hay vào bụng ngựa. Luôn luôn thấp thỏm lo âu sợ hãi và cảnh giác nhiều, cho nên đem những điều mắt thấy tai nghe nhiều năm, không nề gian chương dụng về, căn cứ theo sự thật mà viết ra. Nguyện cùng với người niệm Phật đồng sanh cực lạc quốc, đồng thời nguyện đem công đức này hồi hướng cho ân sư Bính Công. Ở đời vạn năm dạy dỗ quần sanh thì pháp môn được may mắn lắm, chúng sanh được may mắn lắm. Truyền thứ 70. Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu đông thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến liên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường. Số lần đem đến như thế rất nhiều, các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng: "Tôi đến là để đáp tạ ơn Phật. Đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh. Do vì Phật A-di-đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn." Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh ta và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh ta trong giấc mộng. Anh ta nói: "10 năm trước tôi làm thợ ở hãng giày. Có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết, nghĩa là thiển thuyết như giảng thuyết là nói lược. Tôi xem xong cảm thấy Phật pháp vô biên, cứu người giúp đời, liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua hai bộ sách Phật, một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem đến khuya, có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà ở, giường ở trong nhà đầy giường và cột rệp quá chừng. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong phòng của đại sư cũng rất nhiều rệp. Có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch, đại sư không chịu. Người đệ tử này sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rệp. Đại sư Ấn Quang nói: "Hết thảy ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa. Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rệp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rệp đi thả thì có nhiều phiền toái. Không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt thì nó lại lộng đến mức đụng chỗ nào cũng rệp. Thật không biết phải làm thế nào." Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó thì bỗng nhiên nghĩ đến bắt chước ngài Ấn Quang Pháp Sư. Thế là hướng vào các con rệp nói rằng: "Này rệp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước. Nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta này dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Rệp, ta niệm các ngươi cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi. Dạy cho rệp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần. Kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên. Nói ra cũng thật lạ, những con rệp đếm không hết kia, không biết nhảy đi đâu hết rồi, không thấy một con nào. Việc không thể nghĩ bàn như thế khiến tôi cũng không hiểu ra sao." Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói: "Tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua, nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Nằm bệnh viện triền miên mấy tháng, lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm. Kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười
cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa đưa cho tôi xem, rồi lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi, rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định phải báo đáp ơn Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay, dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường. Trương Xuyên Giả lại nói, Phật A Di Đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Lại có một lần tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo ẩu tả đụng ngã xe tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc tôi la to lên một tiếng A Di Đà Phật, rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn một trượng, an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe đều té ngã trên đất, bị thương rất nặng, gãy xương, tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật, tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bảy mươi mốt. Sự linh ứng màu nhiệm lúc trợ niệm cho mẹ giảng sanh Tây Phương. Cơ sở Hoằng Pháp Dụ Phong của Liên xã Phật Giáo ở Đài Trung có một vị liên hữu tên Tằng Lâm Hiệp. Mọi người đều gọi cô là Sư Tỷ Hiệp. Nhà ngoại của cô ở số 57, thôn Đồ Thành, làng Đại Lý, huyện Đài Trung. Mẹ tên là Lại Vật. Do được con gái khuyến giác không ngừng nên thâm tín Phật Giáo, là một vị lão tu hàng ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sư Tỷ Hiệp có một người em trai tên là Lâm Vạn Thành, ưa thích săn bắn. Bà mẹ từ sau khi tin Phật thường khuyên dạy con trai rằng, Vạn Thành à, không luận là những con vật lớn hay nhỏ đều biết tham sống sợ chết, chúng nó với con không oán không thù, con làm hại nó, bắn giết nó, sao nhẫn tâm làm vậy? Điều làm mẹ bận tâm chính là con sát hại sinh mạng tạo nghiệp như thế. Nhưng mà tập khí của Vạn Thành khó sửa, nói như gió thổi qua tai ngựa, căn bản là không nghe những lời nói này của bà mẹ. Đời người có sanh ắt có tử. Thời kỳ giảng sanh của đạo tín nữ Lại Vật đã đến. Sư Tỷ Hiệp thỉnh sáu vị liên hữu ở cơ sở Hoằng Pháp Vũ Phong phân ban ra phụ trách trợ niệm. Lão tín nữ Lại Vật hưởng thọ 79 tuổi, mỉm cười quy tây vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 5 âm lịch. Các nhân viên trợ niệm sau khi lão tín nữ giảng sanh niệm tiếp 8 giờ nữa. Niệm xong, mọi người lưng đẫm mồ hôi. Sư Tỷ Hiệp lúc đó đang đứng hóng mát ở dưới cây trước cửa lớn, liền thắp nhang khấn thầm rằng, má, má có thể an tâm đi Tây Phương được rồi. Nhưng lúc này cần phải hiển bày một chút kỳ tích, khiến cho Vạn Thành và con Ngọc, con dâu biết sửa lỗi lại tu hành. Đang lúc đó bỗng nhiên bằng 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 ba tiếng nổ to như sấm chói lỗ tai. Mọi người đều hoảng sợ giật mình. Thì ra cây súng săn để trong tủ áo trong phòng của em trai Vạn Thành bị cướp gọ, tự nhiên nổ và bốc cháy. Ngọn lửa trong tủ áo cháy lan ra ngoài đến cái mùng trên giường. Mọi người đều vội vã đi lấy nước lại cứu hỏa. Tháng năm năm đó đã trời hạn, mấy lu nước đều dùng sạch. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có một người chở một xe bò nước đến trước cửa, nhờ đó hóa giải được nguy hiểm. Tra xét lại xem thì là cây súng săn phát quả, quần áo đồ đạc bị đốt thành tro. Bươi tìm trong đống tro được một cái bao giấy, mở ra xem thì là giấy quyền sở hữu nhà đất và tiền mặt 20.000 đồng. Đây là tiền chuẩn bị sẵn lo đám cho mẹ của Sư Tỷ Hiệp, vẫn còn nguyên phong chưa bốc ra, không có bị cháy hư một chút nào hết. Vợ của Lâm Vạn Thành tên là Ngọc lúc đó đang ngồi trên ghế mây vừa dưới hàng lang, bỗng nhiên hai mắt nhìn thẳng trong hư không, bất tỉnh nhân sự. Mọi người cho là vì bị giật mình quá mà hôn mi. Các vị liên hữu liền to tiếng niệm cầu Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng phái người đi mời bác sĩ Khôn Hải đến tìm thuốc. Lúc bác sĩ đến thì A Ngọc đã tỉnh táo rồi. Cô ta nói với mọi người rằng,
Những lời các vị vừa nói, tôi nghe rõ từng câu. Muốn nằm xuống thì dường như có người kéo không cho nằm xuống. Mắt nhìn thấy trong hư không một dần kim sắc quang minh giáng lâm, chính là Phật A Di Đà tiếp dẫn má chồng tôi. Má chồng tôi mặc áo bào đen lớn, tay cầm chuỗi, mặt mày tươi vui, nương kim sắc quang minh theo Phật A Di Đà bay về Tây Phương. Sư Tỷ Hiệp liền hỏi cô ta: Phật A Di Đà hình dạng như thế nào? A Ngọc đáp: Giống như bức tượng vẽ lớn Đức Phật A Di Đà mà chúng ta cúng dường, nhưng Đức Phật A Di Đà trong hư không trang nghiêm đẹp hơn nhiều. Các vị bằng hữu, Phật pháp vô biên thật là không thể nghĩ bàn. Tại sao cây súng tự nhiên phát quả? Tiền và giấy tờ sở hữu nhà đất tại sao lửa không cháy được? Lại cảnh Phật A Di Đà tiếp dẫn người mất, khiến cho người con dâu không có căn lành được chính mắt nhìn thấy lâu đến 10 phút. Nếu như chỉ có đốt cây súng, không thấy được kim thân Phật A Di Đà thì không thể độ được A Ngọc phát tâm tin Phật như hiện nay. Riêng một mình A Ngọc chính mắt thấy mẹ chồng giảng sanh. Nếu như không đốt tiêu cây súng săn thì không trừ hết được tập khí ác săn bắn của Lâm Vạn Thành, đổi ác làm lành. Thật là sự linh cảm kỳ diệu tột bậc. Chúng sanh nổi chìm trong biển khổ sanh tử rất là đáng thương. Mong rằng mọi người thật tâm niệm Phật, khuyên người niệm Phật phát tâm Bồ Đề cứu nhân độ thế, lấy tự thân mình làm chiếc thuyền độ sanh trong đời này, chở khắp hết chúng sanh đồng đến hải hội liên triệt. Hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Truyện thứ 72. Vong hồn quấn quýt theo quấy phá, niệm Phật được giải oán kết. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thuốc A Già Đà trị hết muôn bệnh. A Di Đà Phật lại là đại chú vương, xưng niệm hoan hỷ thì giải được oán kết, gặp dữ hóa lành. Đoạn văn dưới đây chính là câu chuyện niệm A Di Đà Phật giải thoát được vong hồn quấn quýt theo quấy phá. 5 năm trước, ở một khu đất phồn hoa náo nhiệt ở thành phố Đài Bắc, có một thanh niên phóng xe như bay chở một cô gái đẹp chạy như dòng như gió, lạng lách ẩu tả, đến nỗi cô gái chở phía sau bị té xuống chết cũng không hay. Lúc đó có rất nhiều nam nữ hiếu kỳ vây lại xem. Mọi người đang lúc tội nghiệp cho cô gái này, bỗng có một người đi đến kêu to: A Tam, A Tam. Trong những người đứng xem có người tên A Tam, liền ứng thinh đáp to: Tôi đến đây, tôi đến đây. Nguyên vị A Tam này là thợ hớt tóc trong tiệm hớt tóc gần đó. Do vì có khách muốn hớt tóc cho nên ông chủ cho người học việc đi kêu A Tam về hớt tóc cho khách. Tục ngữ có câu: Trời có bão táp không lường, con người có họa phúc trong sớm tối. A Tam, anh chàng thanh niên tốt, sống có khuôn phép này, bắt đầu từ tối hôm đó. Sau nửa đêm, ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy một cô gái đẹp đến rủ anh ta ra ngoài chơi. Liền mở cửa sau đi theo cô ta. Đến khi trời sáng, một mình A Tam ngồi ngủ gật dưới cột điện. Bị người ta phát hiện mới kêu anh ta thức dậy đi về. Liên tục một tuần lễ như thế, ban ngày làm việc, ban đêm cô gái kia đến dẫn đi chơi, sáng sớm đều nằm ngủ gật trên đất bên ngoài. A Tam tự thấy không ổn, liền bỏ việc về quê. Quê của A Tam ở trên núi, thôn Đồng Lâm, Bắc Cấu Khanh, Vụ Phong, Đài Trung. Nhà có một người mẹ già mù loà và mấy anh em. A Tam về nhà qua ngày sau phụ giúp với ông anh cả, dùng xe tải hàng ra ngoài chở hàng cho người ta, đến tối về nhà. Bà mẹ liền kêu A Tam đến trước mặt nói: Con, mỗi lần lúc sắp ra ngoài, mẹ đều dặn dò bảo con, ở bên ngoài không nên kết giao tùm lum với con gái, con lại cứ không nghe. Con mới về ngày hôm qua, hôm nay đã có đứa con gái đến kiếm. Cái tiếng đi mang giày cao gót, lại còn miệng kêu A Tam không ngớt. Mẹ hỏi là ai muốn tìm A Tam cũng không trả lời. A Tam liền đáp với mẹ mình rằng: Mẹ à, con từ nào đến giờ ở bên ngoài sống có khuôn phép đàng hoàng, chưa từng kết giao với cô gái nào. Tức thời liền cùng với mấy anh em của anh ta đi tìm kiếm bên trong bên ngoài nhà, đều tìm không ra bóng dáng cô gái nào. Nhưng tối hôm đó vào nửa đêm,
thì cô gái lại đến cùng A Tam mở cửa sau ra ngoài chơi. Sáng sớm A Tam lại ngồi ngủ gật dưới cây, thế là lại bị người kêu tỉnh dậy. A Tam ở Đài Bắc trong một tuần lễ, mỗi đêm đều bị chuyện như thế xảy ra, nhưng tự mình không biết là thế nào. Bây giờ về ở nhà quê cũng là như thế, không biết có cách gì mới có thể giải quyết. Lúc bấy giờ ở trên núi thôn Bắc Đồng Lâm, mọi người đều tin thờ một tượng Vương Gia Công. Mẹ của A Tam liền đi mời Đồng Cốt và thỉnh Vương Gia Công về hỏi bệnh của A Tam là bệnh gì. Thì ra thần cũng có chút thần thông. Thần dựa vào Đồng Cốt nói: bệnh của A Tam là do 10 ngày trước đây ở chỗ nào đó của Đài Bắc nhìn thấy một cô gái té chết bên đường. Người bạn trai dùng xe chở cô gái này tên là A Tam. Lúc đó có người gọi to A Tam, thì vị A Tam này của chúng ta cũng to tiếng trả lời: đến đây, đến đây. Lúc đó hồn cô gái bị té chết đang trong lúc mênh mang mù mịt không có chỗ nương, nghe được cái tên A Tam tức thời quấn theo không buông. Đồng Cốt nói tiếp: cách tốt nhất là đưa u hồn của cô ta về Đài Bắc. Mẹ của A Tam lại nói: phải dùng cách gì để đưa? Đồng Cốt lại nói: phải dùng hình nộm bằng rơm, tức là dùng rơm làm thành một hình người cao khoảng 4 thước, thước tàu, mặc áo đỏ, quần đen, chân cũng mang giày, trên đầu buộc một chiếc khăn bông, vẽ mày, mắt, miệng, mũi. Vào lúc sau nửa đêm, Vương Gia Công với Đồng Cốt đưa hình nộm này đến bên trạm xe, buộc vào dưới cột điện. Đồng Cốt liền đốt rất nhiều giấy vàng bạc ở đó, kêu u hồn ngồi chuyến xe thứ nhất đến Đài Bắc tìm người yêu của mình là A Tam. Hình nộm người con gái buộc ở dưới cột điện, những người qua lại ở xa xa đã có thể nhìn thấy rồi. Ở dưới cột điện có một người con gái đẹp đứng ở đó bất động, đi lại gần nhìn mới rõ là hình nộm làm bằng rơm. Việc này khiến ai nhìn thấy cũng bị giật mình, sợ đến hồn bất phụ thể. Có thể nói sợ lớn bệnh lớn, sợ nhỏ bệnh nhỏ. Có một cô gái bị giật mình hoảng sợ té ngã hôn mê, đó là một cô nữ sinh cao đẳng năm thứ 3 họ Chu, tên là A Lập. Sáng sớm mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã phải chạy xe đạp xuống núi, từ con đường thôn Đồng Lâm đi ngang qua Bắc Cấu Khanh, rồi lại từ Vũ Phong chuyển đến thành phố Đài Trung đi học, chuẩn bị thi đại học. Đó là một cô gái trẻ 19 tuổi, tài năng và học vấn đều giỏi. Chu A Lập sáng sớm hôm đó sương mù trắng xóa mù mịt, xa xa thấy một cô gái trẻ, trong bụng nghĩ lạ quá, còn sớm như vậy đứng ở đó làm gì. Đang lúc không biết là cái gì đó thì xe đã đến qua đó, vừa xem biết là hình nộm mặc áo, tức thì lông tóc dựng đứng, đầu cảm thấy to lên như cái đấu, sức khỏe không chịu đựng được nữa, không thể đi học được, lại quay về nhà. Bắt đầu bị bệnh luôn, không dậy được, đầu đau như muốn vỡ, kêu khóc ầm ĩ, muôn phần đau đớn. Trong một ngày mời về mấy vị đông tây y bác sĩ, đều chẩn đoán không ra bệnh. Người dân trên núi nơi A Lập ở này đều tin thờ Thái Tử Gia. Cha của A Lập liền đi thỉnh Thái Tử Gia đến cầu xin Đạp Đồng lên chỉ bảo. Thái Tử Gia này có thể nói là khá thông minh. Ông ta dựa vào Đồng Cốt nói: cái đầu đau của A Lập thuốc men trị không hết được đâu, ta cũng không có cách nào trị lành được. Do gì có một con quỷ nữ quấn theo quấy phá, thần không có cách đuổi đi, cần phải thỉnh bậc chân tu đến tụng kinh niệm Phật siêu độ cho nó thoát khổ, đó mới là biện pháp rốt ráo tốt nhất. Cha của A Lập lại hỏi Thái Tử Gia rằng: phải đi đến nơi nào để thỉnh bậc chân tu? Thái Tử Gia dựa vào Đồng Cốt nói: gần thì trước mắt, xa thì ngàn dặm. Cha của Chu A Lập tức thời nghĩ đến sư phụ Phổ Độ ở trên núi đối diện, em gái của cô Chơn tức cô Phụng đã thế pháp thọ giới, và cô Chơn, hai người là chân tu hành. A Lập vẫn cứ đau đầu không chịu nổi, cha và anh của cô hai người liền đỡ cô đi gặp sư phụ Phổ Độ và cô Chơn. Rồi nó rõ lại những lời của Thái Tử Gia lên đồng đã nói:
xin nhờ giúp cho việc tiêu tai bạc độ. Sư Phổ Độ và Cô Chơn tức thời tụng một quyển kinh Di Đà, 49 biến chú vãng sanh, tụng chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, mọi thứ 7 biến, hồi hướng bố thí cho nữ quỷ được siêu sanh thoát khổ, và cho A Lập một sâu chuỗi, dạy cô cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu lần một hột, lại thuyết minh tiếp. Một câu A Di Đà Phật chính là Đại Chú Vương. Muốn tránh tà, tự mình niệm mới kết quả, tự mình liền có thể tiêu tai khỏi nạn, do vì tà ma quỷ quái không dám lại gần. A Lập nghe xong thấy rất có đạo lý, vô cùng cảm ơn, liền về nhà gắng sức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật mãi, niệm luôn mấy giờ, đầu nhẹ nhàng như thường, lúc nào không hay. Ngược lại, mẹ của A Lập kêu to đau đầu, liền kêu A Lập đem sâu chuỗi đến cho mẹ mượn niệm, cũng lần từng hộp niệm một câu A Di Đà Phật, niệm được mấy giờ khỏe rồi. Nhưng cái đầu của A Lập lại đau trở lại, lại đòi sâu chuỗi trong tay của mẹ lại niệm. Cha của A Lập liền chạy qua Cô Chơn lần nữa, nói rõ sự việc và xin thỉnh sâu chuỗi nữa. Cô Chơn một lần nữa dặn dò ông: niệm Phật không phải tay cầm chuỗi mới có thể niệm được, không có chuỗi và ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào đều có thể niệm, chỉ ở trong giấc ngủ hoặc đang trong nhà xí thì không thể niệm ra tiếng, nhưng phải nhớ niệm thầm. Cũng không phải đợi lúc đau mới niệm, lúc bình thường không kể là nam hay nữ, già hay trẻ đều phải niệm, càng niệm càng tiêu tai, tăng thêm phước thọ. Về sau cả nhà A Lập bình an, đối với sự Phổ Độ và Cô Chơn rất là cảm đội ân đức và tin sâu Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Chúng ta nói trở lại câu chuyện hình nộm mặc đồ kia. Hai ngày nay đứng bất động dưới cột điện, một truyền ra 10, 10 truyền ra 100, 100 truyền ra 1000. Người trên núi không có người nào dám đi qua đó. Ông trưởng thôn bèn đi đến nhờ Cô Chơn, nói: các sư cô, cứu người thì phải cứu đến nơi đến chốn. Cái hình nộm mặc đồ buộc luôn ở đó là điều lành ít dữ nhiều. Trong làng không có người nào dám đụng đến nó. Xin các sư cô phát tâm từ bi, mở nó ra đốt đi, để tránh gây ra nhiều tai ương. Xin nhờ, xin nhờ. Sư Phổ Độ và Cô Chơn liền nhận lời nói: được rồi, sáng sớm ngày mai bắt đầu làm là được rồi. Qua sáng sớm hôm sau, Sư Phổ Độ và Cô Chơn đốt 3 cây nhang, hướng vào hình nộm mặc đồ nói: nữ cô hồn, ngươi ở đây tạo tội nghiệp, hại người tội rất sâu, chúng ta thương xót cho ngươi, cho nên bây giờ tụng kinh chú niệm thánh hiệu A Di Đà Phật bố thí cho ngươi, siêu độ cho ngươi thoát ra 3 cõi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi cái đau khổ lớn của luân hồi sanh tử. Đây mới là cứu cánh cho ngươi. Nói xong liền tụng một quyển kinh A Di Đà, chú vãng sanh, chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, chân chân. Lúc niệm lại thánh hiệu A Di Đà Phật, thuận tiện liền mở hình nộm xuống, tháo bung hết toàn thân, lấy lửa đốt, trong khoảnh khắc biến thành một đống tro. Cuối cùng lại hồi hướng rằng: nguyện công đức thù thắng của kinh chú này hồi hướng cho cô hồn được siêu thăng. Tiếp theo quét đống tro đó xuống khe nước lớn, nước cuốn trôi đi. Từ đó những người dân nam nữ già trẻ trong thôn Đồng Lâm này biết được điều hay tốt của việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có rất nhiều người phát tâm quy y theo Phật. 73. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương, truyền ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ giảng sanh. Kẻ hậu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bến Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Kỳ. Dịch âm: Kim Trì Hạng Đàm Tứ Bi Khai, Hỷ Thị Lâm Quân Thứ Đệ Tạc, Thị Tính Tây Phương Chư Thượng Thiện, Chân Năng Thường Nguyện Quả Thân Lai. Dịch giả tạm dịch: ao báo sen vàng rộ nở qua, đón mừng Kháng Kỳ trở về nhà, đồng hàng Bồ Tát Ngôi Thượng Phẩm Thường Nguyện Quả Thân Lại Ta Bà. Đại sư Ngẫu Ích nói:
chư Phật vốn vì thương xót buồn mê, tùy cơ ứng hóa, dầu là quy nguyên vô nhị, mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất, thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng. Từ khi Đại Pháp, Pháp Phật ở phương Tây, Tây Vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn với hạng người rất tầm thường nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên hoa, nhiều không thể tính đến. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ, vị liên hữu ở liên xã Đại Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật. Vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nàng xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A-di-đà, đồng sanh an dưỡng và cầu nguyện Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại, quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Trị sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày 7 tháng 3, 5 năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công, mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp lại mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc dở lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, năm 35 tuổi nghe được một cao tăng ở Đài Loan là Pháp sư Bân Tông tuyên giảng Phật Pháp, thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật ăn chay. Và bà đã từng quy y với Pháp sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Dân Quốc thứ 38, nhà lão cư sĩ lại luyện đương giới thiệu, được học với ân sư Tuyết Lô Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam, cầu thọ tại gia Bồ Tát giới với lão hòa thượng khai tham làm vị ưu bà di Bồ Tát giới trọn đời. Từ đó từng đi theo thầy trọng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn tịnh độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng hoằng pháp lợi sanh như liên xã của Phật giáo ở Đại Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị liên kết hữu nghị giữa các ban, bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn tịnh độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng không thể nương nhờ được quyền lực rộng lớn của Phật A Di Đà, quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư, luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư: người tu theo tịnh độ quan trọng nơi thực tiễn, nếu như tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thực. Nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây từ sách Tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư: đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh, để thường tự nhắc nhở bà chỉ biết lo dứ tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật. Ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là không uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do gì đầy đủ các nền tảng Phật và Nho, cho nên ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trong mong có thể cùng nắm tay hoằng dương pháp môn tịnh độ thù thắng. Do đó
mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản trước khi giảng. Tự viết bài nháp, những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình. Nên theo khuôn phép của việc học giảng, phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, khó giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc. Lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài. Do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia. Các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa từ bản thân có tâm từ bi tha thiết, thể hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc liên xã thành lập, hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiện tướng hoằng pháp khéo giỏi, thuyết pháp độ chúng. Lúc bà thuyết pháp nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời quyền hoặc lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng, cho nên trọng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy. Các chỗ giảng dạy đều quy nạp về tịnh độ để hiển bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn, các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin tịnh độ đến dặn hỏi rằng: bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Bà đáp: những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: nói cho rõ một chút, vừa ban đêm ông nằm mộng thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy. Người kia do đó mà trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật, nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà khen điều đại hiếu đức mừng của con người là ở chỗ này có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp, thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu, bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định. Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các liên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Tự. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của liên xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu, những bà con hàng xóm, các cháu quyến thuộc được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25 kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi có được 3 con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình. Những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý chồng của bà mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà cao, thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức vâng lời của Lâm lão cư sĩ, y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại,
bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc từ tu và hóa độ người, lại còn có quyển những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn không mệt mỏi. Được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa, lời đầu sách. Từ tháng 8, Dân Quốc thứ 58, xuất bản lần đầu là 5.100 quyển. Đến trước khi giảng sanh, tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác ấn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sát nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người đứng theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh. Có thể nói là trọng kết nhân duyên với Tây Phương, được hàng vạn người và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến sách này, cảm hóa người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết, A Di Đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiển Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời dứt. Và thường tán thán pháp môn niệm Phật là vô thượng chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật, tự nói tu hành. Nên nhân lúc trẻ, tự biết mình lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo đạt được nền móng niệm Phật, nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu không thì số ngày còn lại không nhiều, nếu vô thường chật đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại Liên Xã hơn 40 năm. Trong thời gian dài quân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho, bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải thương ưng, hiểu biết và thực hành đi đôi. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hàng ngày của bà đã 6 vạn câu Phật hiệu mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuỗi, tác kim can niệm. Lúc cùng tu thì niệm Phật ra tiếng theo chúng, gần như ngoài lúc ăn, ngủ ra, trọn ngày đều tắm gội trong danh hiệu Phật. Lâm lão cư sĩ thọ trì giới, không nói lỗi của tứ chúng. Bà cho rằng hòa là quý, gặp việc nghịch ý Phật lòng đều là nghiệp chướng hiện tiền, càng phải niệm Phật mạnh hơn, cầu Phật gia bị. Bà thích nhất câu nói này của Ấn Quang Tổ sư: phải nên phát nguyện nguyện giảng sanh, du sơn ngoạn thủy mặc người tham, tịnh độ cực lạc tự do mình không chịu về, nếu muốn về liền được, trăn gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ưng đương phát nguyện nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự trị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Bài đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở ta bà, cực lạc mới là quê hương. Và ở liêu phòng của bà, 4 vách chung quanh không có gì, chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang Đại Sư đã viết, nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã chuẩn bị xong những công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh là dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. 1 tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: tôi sắp về nhà rồi. Là liên tục khen rằng thật sự là có thế giới cực lạc. 2 ngày trước lúc giảng sanh tự biết sức khỏe đã suy yếu. Do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà. Sau giờ ngọ 1 ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: đã thấy Phật A-di-đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh. Cuối cùng 7:20 sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A Di Đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng, trong khoảnh khắc bà quy tay một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp.
Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc thay y phục, ai nấy đều rất vui, nhìn thấy mặt mày bà tươi vui cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh Cực Lạc. Lâm Lão Cư Sĩ vào ngày 26 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tiệc. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hỏa táng lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói: nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học. Nếu luận về tu trì nên chọn được pháp khế lý, khế cơ mới có lợi ích chân thật. Một pháp niệm Phật, nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất, thật là bản hoài của Đức Thế Tôn xuất thế độ sanh, khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm Lão Cư Sĩ cuối cùng được giảng sanh Cực Lạc mà nghiệm ra, tin mà có chứng cứ. Khắp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật đồng sanh Cực Lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy. Và Lâm Lão Cư Sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với hai câu: thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thường nguyện quá thân lai, của Tuyết Lô lão nhân dạy.